ai mới đó nhiều em, ai ai yêu em, ai yêu tôi đưa mặt ra coi. Hà Lê, đưa mặt ra coi anh nào, anh thấy được cô gả cho nè. Đó Hà Lê sau lưng tôi đó, đó đó, nó thấy không, áp đâu, đưa vô áp đâu, đó nó thấy mặt Hà Lê chưa, áp chỗ nào? Áp mà bắt sống được, áp không hại Hà được đâu, áp không hại Hà, không hại Hà với Nhi được đâu. Quay qua cho thấy quý vị thấy nhiều gì hết hồn. Ai lo nhiều em, ai ai dám lo nhiều em đó, cháu yêu cô ok, cháu yêu cô thì được, đừng lo nhiều em bối gối. Bối gối như cái gì. Rồi hôm qua quý vị biết không, em còn có thể hát thêm mấy tiếng đồng hồ nữa đó. Chú bà đội em á là không cho hát nữa, chú bà đội em bắt em nghỉ, bắt em nghỉ không cho em hát nữa. Rồi em lên em tắm rửa em cũng không ngủ luôn, em thức tới sáng. Em ra sân bay được cái gì, kể chuyện cô ơi hả. Rồi đó, rồi em nhiều chuyện dễ sợ luôn á nha. Trời ơi, vậy mà 100 mấy người thích này ghê, 100 mấy ngàn. Quý vị biết không, bây giờ em bị bóp tương tác khủng khiếp lắm nha. Nhưng mà kiểu gì em cũng biết chứ quý vị.